Hello everyone, xin chào mọi người, rất vui và rất vinh dự đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuân nha. Và lời đầu tiên Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuân. Và hôm nay Xuân muốn chia sẻ với mọi người cách làm gốc bonsai đơn giản và dễ nhất luôn. Các bạn cùng thực hiện gốc bonsai này với Xuân coi ra sao nha, xin mời. Giới thiệu với mọi người, Xuân sử dụng là 4 cọng kẽm, chiều dài là 40 cm, cuộn băng keo sáp, keo sữa, giấy chùi tay, kéo, kềm và súng bắn keo nữa nha các bạn. Những nguyên vật liệu thì sử dụng ngày hôm nay cũng khá là đơn giản ha mọi người. Xuân nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể kiếm được những nguyên vật liệu này khá dễ dàng ha. Và bây giờ mời các bạn cùng coi Xuân làm tiếp tục nha. Trước tiên thì Xuân sẽ lấy cái móc là 1/4 cái chiều dài của cọng kẽm này nha quý vị. Và các bạn lấy 1/4 là cái điểm này. Còn lại là 3/4 chúng ta cứ để đây ha. Và bây giờ cái móc đầu tiên là cái điểm 1/4 này. Mời các bạn cùng coi Xuân làm ra sao ha.
Thank you.
Wow, mọi người thấy sao? Khá là xinh xắn ha. Và cũng rất là dễ làm luôn ha mọi người. Cái cách làm thì như vậy. Còn mỗi người sẽ có mỗi kiểu khác nhau. Chúng ta có thể để nằm nghiêng, nằm ngả, nằm dọc, nằm ngang, sang phải, sang trái thì tùy thích ha. Khá là đơn giản và dễ làm. Bây giờ Xuân sẽ gắn cây bonsai này vào một cái chậu nha các bạn. Nếu các bạn có chậu thì gắn vô chậu, còn Xuân có ở đây một cái dĩa mà nó hơi sâu á, Xuân làm thành cái chậu để gắn cây bonsai này luôn ha. Mọi người nhìn thấy thích không? Quá là đẹp ha. Các bạn ơi, Xuân nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng sẽ làm được những cái gốc bonsai như thế này ha mọi người. Và bây giờ Xuân sẽ điểm lên đây một vài cái bông thôi nha quý vị. Một vài cái bông thôi, tại vì cái video ngày hôm nay là Xuân chia sẻ về cách làm bonsai. Do vậy nên không có nói gì về hoa, nhưng mà Xuân điểm vào đây một chút cho nó xinh xinh thôi ha. Và cũng rất mong mọi người sẽ chờ đón video kế tiếp của Xuân, cũng nói về hoa mùa xuân, cũng chia sẻ cách làm hoa mùa xuân với những vật có thể gọi là tái chế nhưng ra được những cánh hoa rất là lung linh và đẹp đẽ. Rất mong các bạn hãy chờ video kế tiếp nha. Và như vậy là video của Xuân đến đây đã hoàn thành rồi. Lời cuối cùng, Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm Xuân. Kính chúc mọi người hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy cho Xuân một like, một share cho nhiều người cùng biết. Đặc biệt với những ai mới đến với Xuân lần đầu hoặc chưa đăng ký kênh của Xuân, xin hãy đăng ký kênh để liên tục nhận được những thông báo mới nhất từ kênh năm Xuân nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ Xuân xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!